Mới đây, các hình ảnh về dân chơi các năm 90 chia sẻ bên trên mạng xã hội. Thời điểm đó, thấy các giới trẻ ăn diện thời thượng, di du bên trên xe mô tô hay xe hơi đắt đỏ không hiếm. Những hình ảnh như thế bền bỉ sẽ khiến biết bao nhiêu người phải ngoái đầu nhìn theo. Những hình ảnh về dân chơi đang chia sẻ rầm rộ. Thậm chí các con xe đó bây giờ vẫn chính là cả ước mơ chứ đừng nói hồi đó. Nhìn mấy bức hình này thì chắc hẳn rằng các cô các chú ấy đều là con nhà có điều kiện cả thôi. Đúng là dân chơi thời nào cũng ngầu hết, đẹp mắt thật sự, một cộng đồng mạng bình luận. Khi đó còn ảnh hưởng nhiều của điện ảnh Hồng Kông, từ cách ăn diện, đeo kính rồi sắm xe phân khối lớn. Nhìn bọn họ chụp ảnh mà mình cũng thấy mê chứ đừng kể đến các con ngây xưa, cộng đồng mạng khác giết.